Xôm chọc bịa subscribe hơi chọc xe nhà cả đằng đâm bây tụ bàn bỏ miễn thamay môn kì rực rí tu xe nà đôi tỏ tử Xôm cực chân vị xu bộc mai bóng bốn tu xe nì chôn mà chôn tu tiêng bà thì phục lô phong đáy chú mươi nâng bà ca một căn chân này rồi bỏ dụng xong bà lưu bà đáy sẽ cùng dự trụ tặng ọc nìa và chân dương cũng ao dô chân lòng chú mươi nâng lộ phiêu sư gù lò vọt chú mươi nâng cây nhà bê lá đây là tầng phí bất chìa bà à xa lãnh khí nìa dạp bê chìa tràn chân nam nà một hai đại rục khiếp ní cứ bàn ập học có bàn tập sai mà đón tiết nâng lưu bà đáy sẽ cùng đôi chiếc xa bỏ miên được nông bảo tế thay phong đá đại trong pra bà tư căn mà hạ chôn bà chế tràn đại mình toàn bàn ở đăng phí bảo vọt rồi bỏ nẹ tăng phí đại lục phí bất chìa xa lãnh chung bình đường bê lá cư được dạp về phạm chân ám chiên hái mục đọt về bà chế bọn phong đài tù xa nà khẩm sát tăng ọc lý chung bình đường tra thay đò rút xong hà tăng phí đường phong đá bà xây xót rõ ràng bà đã thay lục phí sư cù là vọt nâng bê lá cư chế tra thay đại đòn miên chìa bà phép bỏ trong bảo tế thay nâng trái bàn tù sinh chôn chỉ trán chạp rộng dạng kháng phí chủ vật ảnh chôn rồi bọc cú sáy tăng phí nít phòng đài. Chắc ra anh tụng nhạc tổ đồn này cú sáy ra mùi cú ni hạ mần sâu bằng hai phí và ai mần hai lưu bà đài sẵn cung cơ đồ chì cú sáy ra tây tiết khả năng đại phụ kế công phung xoay nhô chật thlam kia rưu ổ rưu dạp phí chỉ trán chân năm có đào bọn ta ở vầy đại phù ảo bầy mật nức sman mật đó môn ni công minh ca bài khí rụp lục phía nâng bởi là tăng vì phạm sản phẩm bốn đại nét tăng phí ban phương đồng nàng cầm sàn rung phía chỉ tràn gần lại hạ miền ở đây sốc chỉ khăn dạng nà mình rút thoát tăng ní ách bình chạy ban thả của kỳ vật trì sản lãnh kia phạm sản phẩm mẹn đòi một bàn của họ mà hạ chôn được tì và chân rục hiệp rồi bọc bề lá đại thuở tu sinh chôn cực thả bề lá mình ban sản lãnh chủ mình nâng lục phía sư khu là vọt tì tại bảo vọt rồi bọc lục phía sư khu là vọt thứ ban sản lãnh chung mình đang bê lá rồi dạp về phạm chân ám chiên thứ hai một đoàn về bà chân bón đài rục phía này cứ tăng nơi tập bê lá gọt bàn tù xe nhà bắt có lục phía gọt bàn chun mạch cá hay gọt bàn thọ rù phòng đài chân đi kia chìa rục thọt suýt suýt khăn lần tên chung mình đang tra tầm phí đồn lý đã thuê tu sinh chôn và càng tầm tục chất chung mình đang ai đó bọc gọt phòng đá đại mơ tới vật chìa xong khía khăn mệnh tên chú mươi nâng rục hiếp cầm rõ nâng bán khơi phòng đài chú mươi nâng chân nhà bê lá chú mươi nâng lục phiêu phòng đài đại mơ tới vật chìa sạch sát đại nẹ thần phí ban từ đa cầm san lên từ ôi thuốc thoai bè buông xuống mà xông thật đầy sốc chú mươi khía phòng đài và cầm rõ nâng bán khơi khăn mệnh tên chú mươi nâng rục hiếp đại quát ban từ chi xét của ban thoát nâng mục xe phòng đài ban hiệu chìa rục hiếp đại vừa tu sĩ chốn lên khoa khoai chú mùi nâng cà rịt cốn phi mà chôn thả bề lá mình sơ bà phi phải em hai chú nâng lục phía sư cù là bọn tê đòi xa tài nẹ thằng phí quát miên phi mô mì nhật chú mùi nâng cà nghe xa lập bác riêng riêng khuôn vì ní bề lá có nơi tài xa lành lục phía đó đá hai chùm này ai lục phía có nơi tài vô chất bị bề lá phòng đài tụ bầy chú phê ní lục phía quát nơi tai bà rõm chát xua bê la chỉ riêng rõ thay phòng đài tục bây chìa bê la rồi vô dân nạc cả đáo tai lúc nơi tai bà khom bạc xa xa tất cả bê la đồng bây ở bê la cứ mình lắng chất vì lục phòng đài bà nì cứ chìa và hạt phòl mối xâm rạp ảo tu sinh chốn đại bàn và kết vị trả đàn nà làng vinh xâm rạp nẹ tăng phí bớt chìa ca xa lãnh bọc gót bớt chìa tràn chân nằm nằm một hai chìa mùi nương cả cho chất thám phía có ban ở chỗ bạc phòng đài và chân bê la và quát ban thoa rương phòng đài tại phía trán kỳ lục phía cứ quát bà rõm phí sốc hiếp bê la khăn mình tên cứ mình cho ngồi bê la ở xâm đài anh phục ở hầm lăng phê dục tê cứ trở cả xâm ra ở ban phục khốn môn nâng bạc sốc hiếp ló dương ai dừng thua cả nghĩa ban ở phòng đài chân lục phía cứ ban phía xa chỉ trán khăn mình tên chịp xét cứ bà rõm phí sốc hiếp rồi bọc bê la tài mà đồn thì phụ bê la cứ chia mà nước xây dựng nọc chất rồi bỏ lục phiêu không đài đài bật chia không lọt sẵn khá bà rõm xây xa bật chia mình không nụ tì bà chân nẹ tầng phí quát nâng triêm châu rông ca nông phê chắp chắp rưu cơ dạng nè phụ ở tù sinh chốn trong đằng phí mình có tình thi ca rồi bỏ nẹ tầng phí khăn mình tên
បាទចឹងនេះគឺជាហេតុផលសម្រាប់បាក់ប្រិមិត្តដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីគូស្នេហ៍មួយគូនេះឥឡូវនេះគឺបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ហើយសម្រាប់បាក់មួយគូនេះទោះបីជាគាត់បានសម្ដែងរឿងជាមួយនឹងតួប្រុសតួឯកស្រីមួយណាក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរស្នេហារបស់គាត់គឺមិនបែកបាទខ្ចាយក៏ព្រោះតែការសម្ដែងរឿងមួយនេះទេបាទចឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណតាំងពីតារាទាំង4មកមានទាំងស្រីទាំងប្រុសនៅក្នុងប្រទេសថៃទៀតហើយបាទសង្គមសិល្បៈថៃដែលត្រូវបានមហាជនជាច្រើនគិតថាអ្នកទាំង4លេងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនគឺមុខដូចជាអត់មានរសជាតិបាទខ្លាញ់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទមតិមួយចំនួនចំពោះបាទមហាជនដែលគាត់មិនសូវពេញចិត្តជាមួយនឹងតួអង្គនៅក្នុងបាទខ្សែភាពយន្តភាគថៃផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងទស្សនាតើមានបាទ idol ប្រិមិត្តដែលទេបាទក្នុងនេះបាទទស្សនាកំសាន្តស្ដាប់បងប្អូនគ្នាជាមួយនឹងតារាថៃទាំងប៉ុន្មានដួងភាពច្រើនមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែគិតថាឲ្យតែមានមុខមាត់ស្រស់សង្ហាស្រស់ស្អាតប្រកបជាអាចចូលធ្វើតារាបានហើយប៉ុន្តែការពិតមិនមែនបែបនេះនោះទេការប្រឡូកក្នុងសិល្បៈដរាបណាអាចពឹងពាក់លើសមត្ថភាពមួយទៀតបាទមុខមាត់នៅតែបាទមិនចេះសម្ដែងតើអាចជាតារាល្បីបានទេបាទនេះគឺជាបាទសំណួរចោតសួរទៅកាន់មហាជនវិញទោះជាយ៉ាងណាដូចជាតារាថៃមួយចំនួនត្រូវបានរិះគន់ថាពួកគេលេងរឿងមិនសមដូចជាគ្មានដាក់មនោសញ្ចេតនាតាមសាច់រឿងសូម្បីតែបន្តិចជាពិសេសមហាជនបានបង្ហាញភាពមិនពេញចិត្តទៅលើពួកគេជាមួយនឹងរឿងភាគដែលបានសម្ដែងរួចផងចង់ដឹងមានតារាណាខ្លះតោះតាមដានទាំងអស់គ្នាទី1គឺតារាប្រុសដែលមានឈ្មោះថាប៊ុំថានីនបាទទោះបីជារូបលោកជាតារាដែលមានមាត់ស្រស់សង្ហាសាច់ដុំធំធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អ្នកមើលរឿងរបស់លោកបានគិតថាលោកហាក់ដូចជាដុំថ្មហើយមុខរបស់លោកមិនបង្ហាញអារម្មណ៍ទៅតាមសាច់រឿងទោះបីជាឈុតនោះជាឈុតក្រៀមក្រំឬសោកសបាយក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគិតថាលោកមានការសម្ដែងពិតជាខ្វះសមត្ថភាពច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងការដាក់អមនោសញ្ចេតនាពេលដែលមានទុកក្រៀមក្រំគឺមុខរបស់គាត់នៅតែញញឹមដដែលជាពិសេសគឺការសោកសបាយគាត់មិនបានទៅសោកសបាយទេគាត់បែរជាមុខក្រញ៉ូវទៅវិញបាទនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាគិតថាលោកមិនបាក់ខ្វះសមត្ថភាពបន្តិចតួចសម្រាប់អាចយកទៅកែប្រែបានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុផលដែលមហាជនមិនសូវពេញចិត្តជាមួយនឹងការបង្ហាញវត្តមានរបស់លោកនៅខ្សែភាពយន្តផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទអញ្ចឹងស្រស់ស្អាតមែនទែនតែគាត់បាក់ខ្វះតិចនិចក្នុងសមត្ថភាពបន្តិចតួចបាទបាទចំរងទី2តារាសម្ដែងស្រីដែលមានឈ្មោះថារីឆាតារាស្រីមួយរូបនេះប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែអ្នកគាំទ្រគិតថានាងសម្ដែងម្ដងម្ដងដូចជាប្រឹងប្រឹងមិនមែនធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងគាត់សម្ដែងទៅគាត់មានលក្ខណៈដូចជាប្រឹងប្រឹងហ្មងបាទដូចជាហត់ពេកអញ្ចឹងគាត់មិនសូវបានដាក់មនោសញ្ចេតនាខ្លាំងផងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការសម្ដែងរបស់កញ្ញាមួយនេះគឺធ្វើឲ្យគេបាទធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងមុខមាត់ថែមទាំងកាយវិការរបស់គាត់គឺមិនសូវស៊ីនឹងសាច់រឿងផងដែរបើអញ្ចឹងយើងពិបាកដែរជាមួយនឹងការសម្ដែងរឿងថតបាទមកប្លង់ប្លង់វាមិនងាយស្រួលគិតដូចជាយើងមើលទេបាទអញ្ចឹងវាពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនជួនកាលវាមានការខុសបន្តិចបន្តួចក៏ត្រូវការ make up ឬក៏ត្រូវការកាត់តវីដេអូផងដែរអញ្ចឹងពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងត្រាទាំងអស់តែមើលទៅយើងថាស្រួលស្រួលក្នុងការថតតែពេលខ្លះវាពិតជាពិបាកខ្លាំងនៅការឌីហ្សាញជាមួយនឹងបាទការប្រាប់ពីអ្នកផលិតករផងដែរដល់តែយើងសាមគ្គីគ្នាវានឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់ហើយជាមួយនឹងការងារថតបាទខ្សែភាពយន្តមួយភាគភាគផងដែរបាទចូលមកដល់ទី3តារាប្រុសដែលមានឈ្មោះថាឌីងទៅតែចូលសិល្បៈរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះតែលោកអាចខ្លាចជាតួឯកទៅក្នុងរឿងភាគទៅហើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទស្សនានៅគិតថាលោកហាក់បីដូចជាមានកង្វល់ខ្វះខាតក្នុងការសម្ដែងបើអញ្ចឹងលោកក៏មានការខ្វះខាតមែនទែនជាមួយនឹងតារាប្រុសម្ដងនេះដែលគាត់ពិតជាបាក់មានសាច់ដុំធំធំជាមួយនឹងរូបរាងដ៏អស្ចារ្យសង្ហាដែលទើបតែចូលសិល្បៈតែប៉ុណ្ណោះតែលោកអាចបាក់ហក់ចាប់បានជាតារាទូឯកនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍រឿងភាគផងដែរតែលោកនៅតែមានបាក់មតិឬគុណមួយចំនួនថាលោកនៅតែ
บักว่าสมัติเพียบต้องการสมัยมันติดผ่องได้บ้านโจมรอดดาราโปรตีบูนในมินชูธาบ้านเชฟดิพงบ้านบัตบัตตุบัยชีดราโปรสกัมพูดและคอมโตรนอตมีมัตเตถามมุกนึ่งสำเร็จบอลโลกเหมือนบ้านดารอมตามการสไตล์อุตีบัตเชิงนิกิจีเปิดเผยสำหรับดาราโปรตีนี้ได้กระทาในมหาชนที่ร้านคือมันใช้คอมโทรลชิมันดังตราพร้อมมาดูนิดาได้สาแต่กอดนอมีนสมัครเพียบควักหัดมันได้เป็นตัวโดยตักเนียตีว่าจังนิพิชีหัดพอสำหรับมหาชนได้เมื่อเติร์กปุตติเติร์กชิมันดังตราพร้อมทั้งบุญบัตรอัศรัยของได้ว่าจังโปรมีนมันนี้ขยมสมจับตรมนิบัตรสมออกก้นสมชมเรียบ